alo toàn thể anh em nhé. Hôm nay em có lên video ghép bộ với loa JBL KI112 gửi tới toàn thể các bác. Bác đánh không phải xúc luôn. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa hai ta chung lối. Đây là một dòng loa nằm ngang sử dụng 4 tiếp giấy và 1 bát 80. Điểm rất lớn của bọn này đó là vừa nghe vừa hát được, và anh em chơi cho không gian ngắn rất là hay. Đó, bát êm lắm, anh em đeo tai nghe và cảm nhận bát rất êm luôn. Đó là lọc xì và vang em có chưa kèm chỉnh luôn. Lọc xì này, lọc xì để thẳng tắp luôn, chưa thèm chỉnh luôn. Đấy. Bát đánh chín phòng luôn. Cái dòng loa này vốn dĩ là nó nhiều chất âm bass rồi, nên là em sử dụng một con đẩy Class D, con này là 700W của CAF để đánh cái loa này để khai thác tối đa cái chất âm giải cao của nó để cải thiện cái chất lượng hát. Vì những cái dòng loa này ấy, như các bác đã biết ấy, là nó rất là yếu về trong cái phần là về hát nó không được như những dòng loa chuyên về hát, chuyên nghiệp về hát đấy. Thì cái chất giọng của dòng này thì nó lại bù lại nó lại rất là ngọt ngào êm ái đấy, nó phù hợp không gian nhỏ. 6 7 90 hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa hai ta chung lối mong. Em vừa chỉ gọi là hát một đoạn thôi mà em cảm giác là tiếng nó rất là ngọt, nó không có độ sáng chói nhưng nó bù lại nó rất là ngọt ngào. Và khi sử dụng với đẩy Class D ấy, kể cả anh em dùng những cái loa như 450C thì anh em sử dụng những con đẩy Class D này kết hợp vào nó sẽ rất là hay. Đấy, thay vì những con đẩy Class H, Class AB như truyền thống thì anh em hãy nghiên cứu những con đẩy Class D hoặc Class TD để đánh với những loa như 450C hoặc là những loa nằm ngang như này, nó sẽ cải thiện rõ rệt cái chất âm ở giải cao của cái đôi loa của các bạn. Đấy, thì ở đây là em có hai đôi JBL em bán 7 triệu, thì có nhiều anh em bảo là lo tàu mà lại bán đắt thế. Đúng, thật sự là mỗi người ta có một cái độ tìm hiểu, em cũng chia sẻ với các bác như thế. Còn cái loa này các bác cứ gõ này, cái mã này, muốn biết giá thì rất là đơn giản, chúng ta lên mạng đúng không, gõ cái mã KI112 của JB này lên là các bác sẽ biết là có những ai bán đấy và giá họ bán là bao tiền. Một cái rất là đơn giản như thế đấy. Chứ còn bây giờ các bác mới vào kênh của em xem xong lại lên bảo Đại Thành bán cái loa này đắt thế rồi vãi lìn, bán 7 triệu đắt thế các thứ, chờ đợi em bán nó rẻ hơn người ta cả đến gần 1 triệu 2 triệu mà các bác bảo là bán đắt đấy. Thì các bác cứ lên mạng các bác gõ đây. Còn đôi loa JB thì nhiều, nó làm cái dòng loa mà thực ra con này nó sinh ra để cạnh tranh trực tiếp với lại con BB2000C. Vì chất âm con này thì để mà nói là nó sẽ có nhỉnh hơn một chút về hát, nhưng tiếng bass nó lại thua một chút so với BB2000C. Còn con này đây anh em nhìn này, nó vẫn zin, nhưng không phải là làm lại đâu. Cái dòng này nó lem nhem, con bass thì lem nhem, con bass thì làm đẹp. Cái bọn này nó buồn cười lắm đấy. Còn con này thì nó là gân nguyên bản này đấy. Còn con này nó là gân em đã thay rồi đấy, thì anh em muốn nó dùng lâu bền thì phải thay thôi, còn nguyên bản thì nó không được bền đâu. Đây là cái gân em chuẩn bị thay này đấy. Đây là bóc gân ra đây này, các bác nhìn này, cái gân của này nó là gân nguyên bản bóc ra để thay cho các bác. Thì các bác dùng khi mà em thay rồi, anh em dùng thì nó sẽ được rơi vào tầm khoảng nhiều là khoảng 3 năm đấy. Nếu mà hay dùng thì chơi được khoảng 3 năm đấy. Khi mà bao giờ nó hỏng gân thì lại mang ra em thành thay cho miễn phí đấy. Cái dòng này thì nó mỗi cái là thay gân thôi, thì chúng ta lại cho cái chất lượng âm thanh nó lại đạt chuẩn lại đấy. Thay gân đấy, còn gân nguyên bản của nó đấy, thì nó đây đúng gân nguyên bản này. Gân nguyên bản thì cái keo đoạn này này là nó chưa ấy, là nó chưa có làm đấy, nó chưa có làm
thì nó như thế này. Đấy thì cái clip này em sẽ chỉ quay ngắn này thôi. Anh em có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với em Thanh nhé. Xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bạn.